Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Thanh Xuân xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Đó là chương trình tin tức và phóng sự tại Dallas, Fort Worth và những vùng phụ cận. Và sau đây Thanh Xuân xin mời quý vị cùng theo dõi buổi tâm tình với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, tác giả cuốn sách Tôi Phải Sống đến từ New Zealand. Thanh Xuân xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Xin trình bày, xin mời các em ra sân khấu. Chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Công đức tiền nhân, các anh hùng dân tộc vì quốc vong thân,
phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, và sau hết phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào của chúng ta đã kém may mắn trên đường tìm tự do, đã gửi thân lại vùng biên giới hoặc trên sóng biển mênh mông. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin thân mời ban văn nghệ ở lại trên sân khấu. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Phan Quang Trọng, chúng tôi xin được đại diện phong trào giáo dân hải ngoại đứng ra để tổ chức cái buổi tâm tình của linh mục Nguyễn Thu Lễ. Và thưa quý vị, nói về cha thì chắc là ai trong chúng ta cũng biết rất là nhiều về cha, nhất là khi mà cha ra mắt cái tác phẩm Tôi Muốn Sống có hơn 70.000 bản đã được lưu hành trên thế giới, và đặc biệt lần này đó là cái cuốn Tôi Muốn Sống của cha đó là chỉnh qua Anh ngữ và được nhà xuất bản Austin Macaulay ấn hành. Và cha muốn đến thăm từng một số những thành phố tại Hoa Kỳ để tâm tình với chúng ta, và đặc biệt để chia sẻ những cái nhìn của chúng ta của cha trong những năm qua. Và sau đây, trước khi chúng tôi bắt đầu, mời bà văn nghệ bắt đầu cái buổi nói chuyện ngày hôm nay với cái nhạc phẩm rất là nhiều hy vọng, đó là cái nhạc phẩm Thắp Sáng Lên, đúng không ạ? Thì chúng tôi xin được mời anh Bùi Đức Thành, đại diện cho giáo sư Đức Mẹ Fatima, có đôi lời cảm tạ quý vị. Xin mời anh Thành. Thưa quý vị, anh Thành là chủ tịch hội đồng mục vụ của giáo sư Đức Mẹ Fatima. Anh Bùi Đức Thành. Xin cảm ơn trân trọng. Kính thưa quý cha, quý cô chú bác, quý lãnh đạo cộng đồng, cũng như là truyền hình, truyền thông, tất cả quý khách rất thân mến. Đúng ra thì cha xứ của giáo xứ chúng con sẽ có mặt trong ngày hôm nay để được tiếp cha đến từ New Zealand, rồi cha đến từ College Station, rồi quý khách. Nhưng mà vì cha của chúng con có công việc vụ của giáo xứ, thì ta xin quý vị thông cảm. Nhưng mà Ngài cũng xin gửi nơi đây lời chúc sức khỏe tới cha Lễ đến từ New Zealand. Quý cha cùng tất cả quý vị lời chúc sức khỏe tốt đẹp, và cũng cầu mong rằng qua cái buổi chia sẻ của cha Lễ ngày hôm nay, chúng ta cũng thêm được nhiều kiến thức hơn về lịch sử của đất nước, cũng như là những cái tâm tình mà cha đến đây gửi cho chúng ta. Vậy một lần nữa, con xin phép thay mặt cho giáo xứ đại diện cho cộng đoàn giáo sư Đức Mẹ Fatima nơi đây, chúng con rất là hân hạnh được đón tiếp cha cũng như tất cả quý vị đã dùng cái hội trường của giáo sư chúng con để làm cái công việc tốt lành này. Vậy một lần nữa con xin đại diện giáo sư xin chúc sức khỏe cha, chúc sức khỏe tất cả quý vị, và cầu chúc mọi người một buổi chiều tâm tình thân mật. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn quý vị khán. Và sau đây chúng tôi xin nhường microphone lại cho ban văn nghệ với nhạc phẩm Thắp Sáng Lên. Xin mời quý vị thưởng thức. Xin kính mời toàn thể quý vị, chúng ta có iPhone, xin mọi người turn on cái flashlight để chúng ta cùng hát chung bài này nhé. Hãy thắp sáng lên một lửa yêu thương.
vẫn đang theo dõi chương trình của đài truyền hình SBTN Texas. Xin quý vị đừng rời màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Bổ thần dược giúp bồi bổ ngũ tạng, giúp giảm đau nhức, mất ngủ, thần kinh suy nhược. Sữa đạm dinh dưỡng Superfood Protein Meal được bào chế bằng tinh chất đạm sữa dê, gạo lứt, đậu xanh và bột tảo xoắn cùng trái cây rau củ, điều chế bằng phương pháp tinh cô đặc tại Hoa Kỳ. Công dụng bồi bổ cơ thể, thay thế cho bữa ăn, giải phong sắc độc hoàng, giúp giảm phong ngứa mề đay, dị ứng thực phẩm, tả độc thanh can hoàng, giúp giảm viêm gan virus ABC, ung thư gan. Có đầy đủ các loại đông y dược thảo để bào chế tại Hoa Kỳ bằng phương pháp cô đặc gia truyền. Bác sĩ Thượng Hải điện thoại miễn phí 1-800-458-1889. Tất cả các loại dược thảo đều làm tại Hoa Kỳ. Quý vị muốn mua thuốc xin vào website bacsithuonghai.com. bacsithuonghai.com. Bio-Emathu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó, đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio-Emathu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bio-Emathu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường v.v. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661. Tại sao một số người dễ bị mắc bệnh trong khi những người khác lại khỏe mạnh? Tại sao có một số người cảm thấy mệt mỏi từ những công việc đơn giản hàng ngày và thiếu hẳn năng lượng để chịu đựng suốt ngày? Tại sao có một số người suy nhược vì bệnh tật và những người khác thì không bị? Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên bị nhiễm những độc tố của môi trường xung quanh. Khi chúng ta bị căng thẳng, thậm chí cơ thể của chúng ta có thể tạo ra các độc tố gây hại. Một giải pháp dễ dàng cho tất cả các căn bệnh và nó có thể cải thiện rộng lớn đời sống của chúng ta là đem lại cho cơ thể của chúng ta những nguyên liệu thích hợp và lao động cần thiết. Tôi muốn giới thiệu đến các bạn giải pháp này và đó chính là Bio-Emathu. Bio-Emathu sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta cơ hội chiến đấu, chống lại bệnh tật vì chúng ta tiếp xúc với vô số chất độc, ô nhiễm môi trường và căng thẳng mỗi ngày. Vậy chúng ta còn chờ đợi điều gì? Hãy nâng cao cuộc sống của chúng ta từ hôm nay, cung cấp cho cơ thể của chúng ta những gì nó cần để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn. Hãy cung cấp cho cơ thể Bio-Emathu. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ màn ảnh của đài truyền hình SBTN Texas. Thanh Xuân xin mời quý vị cùng trở lại với phần cuối của ngày hôm nay. Đó là chương trình tin tức và phóng sự tại Dallas, Fort Worth và những vùng phụ cận phần tiếp theo. Thưa quý vị, chúng tôi xin được phép giới thiệu những cái quan khách tham dự. Thứ nhất đó là quý vị đang từ chúng là một cái niềm tự hào của chúng tôi. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được phép giới thiệu từ cái bàn bên tay phải và bên phía tay trái. Người bên phía tay phải là ông thị trưởng tiến sĩ Trương Minh Ngân của thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là cha Bùi Phong, là một trong những cố vấn của phong trào giáo dân công giáo hải ngoại. Dạ, xin cảm ơn cha đi rất là xa đến đây. Bàn này thì là có bà chủ tịch của cộng đồng người Việt Hàn Taran, chị Đoan Trang và Phương Quân. Xin lỗi em, cái tên của anh. Dạ. Bàn này đó thì là có ông Võ Tấn Đi, là hội trưởng cựu Liên hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Chị Hồng Lê, có lẽ là Garland Dallas, ai cũng biết chị Hồng Lê, cho giới thiệu thêm.
Chị Thu Nga là giám đốc và sáng lập viên của SPGM Texas tại Radio Central Dallas. Bên một cô gái rất là trẻ và dễ thương là cô Ngọc Dung, là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Dallas. Cô Kim Oanh, đây là Nguyễn Kiều Kim Oanh với em Nguyễn Trọng Hiếu. Đặc biệt bên phía bạn, đặc biệt bên đây là chắc chắn là vị khách quý của chúng ta là chàng Nguyễn Hữu Lễ đến từ New Zealand. Nhưng mà một ngày nào đó khi chúng ta về U
buồn dở cuốn sách ra để làm gì? Để nhớ lại kỷ niệm những ngày chúng ta sống trước năm 75. Giống như tôi đã từng bị bắn rớt ở trên Pleiku, đã đi bay và một sĩ quan trẻ ngoài chiến đấu không biết gì hết, không nghĩ rằng ngày tôi có ngày mai, mà ngày hôm nay tôi được đứng lên đây và được đồng bào ở thành phố Hoa Phòng ủng hộ tôi, đa số là 85% Mỹ trắng, Việt Nam được 4%, người mẹ thì người Mỹ đen thì ít hy vọng. Làm sao tôi lấy được cảm tình của những người này? Thứ nhất, tôi không bao giờ chán nản, là khi mình vấp ngã đó phải đứng lên, chứ không phải vấp ngã rồi bỏ về nhà băng vết thương rồi nằm coi TV. Do đó nó rất quan trọng là quý vị mỗi người bước chân ra đây cần phải có cuốn sách I Must Live. Cho ai? Cho con cháu chúng ta, những người nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Cuốn sách nó quan trọng như thế nào? Những đứa con đẻ, nhất là đẻ bên đây, hoặc những đứa con đi thuyền nhân, hoặc là vượt biển vượt biên còn trẻ, đâu có biết tiếng nào khổ. Để khổ cha mẹ đã bồng, khổ cha mẹ cho ăn, đói cha mẹ cho ăn, thật ra không có biết cái gì hết. Nhưng mà khi đọc cuốn sách này thì các con thứ nhất nó sẽ appreciate quá cha mẹ đôi. Tại vì trong tuần qua, khi quý vị nào có nghe đài phát thanh của 116.5 AM mà tôi đã làm cho cô tôi nghe đây là 38 năm, thì quý vị thấy cái hoàn cảnh con gái thưa mẹ ra tòa, một cái sự bất hiếu chưa từng thấy. Thật ra giữa cuốn sách này nếu những cô đó có đọc những giai đoạn bà ta bồng con lên thuyền như thế nào, rồi qua đây ăn không dám ăn mà không mặc cho con đi học đến khi ra trường. Do đó quan trọng ngày hôm nay không phải tôi lên đây kêu gọi, tại vì linh mục Nguyễn Hữu Lễ, ví dụ như quý vị có lấy cuốn sách hay không cuốn sách, linh mục Nguyễn Hữu Lễ cũng về New Zealand, nhưng mà quan trọng nhất làm sao cuốn sách này nằm đó, ví dụ đưa con đọc nó, oh, I don't like it. Nhưng một ngày nào đó tiếp tục nói con, trong đây có những cái hay, nếu con có thời gian là dọn một chút xíu, chắc chắn có những giây phút cậu ta buồn, cậu ta suy nghĩ về mình là người Việt Nam, chắc trong đây có những cái tôi cần coi. Đó chính là những cái giúp cho con cái giữ được cái nền thống Việt Nam và con người Việt Nam. Quý khán giả vừa theo dõi buổi tâm tình với linh mục Nguyễn Hữu Lễ, tác giả cuốn sách Tôi Phải Sống đến từ New Zealand, và phần này đã kết thúc cho chương trình của đài truyền hình SBTN Texas ngày hôm nay. Thanh Xuân xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý khán giả. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn luôn thật nhiều bình an. Xin thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Massage của Teletron, tại vì mình đi làm về mệt mỏi thì Nhấn Ngọc nằm vào đó thì massage đúng với cái cổ của mình luôn, cho nên đó là một cái điều mà Nhấn Ngọc cảm thấy rất là thích thú khi mà dùng cái sản phẩm này. Phải công nhận một điều là ghế massage của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua. Ghế massage OKOMA làm tại Nhật tốt nhất thế giới, hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, trị liệu đau nhức rất tuyệt vời, được bớt 2.500 đồng, trả góp 4 năm không tính tiền lời, chỉ 209 đồng một tháng. Hoặc được tặng cặp gối Lamborghini Italy 800 đồng. Và điều mà Như Quỳnh thích nhất là chiếc ghế mà giống như là có 6 người đang massage cho mình từ đầu tới chân. Và nói là tuyệt vời. Teletron đặc biệt giới thiệu ghế massage 15.000 top of the line Oko LE Limited Edition làm tại Nhật, chỉ sản xuất 2.000 cái theo tiêu chuẩn Ferrari Certified bởi nhà tạo mẫu Ken Okuyama, được tặng máy rung tăng mỡ giảm cân Dr. Fuji trị giá 5.000 đồng. Xin mời ghé thăm các tiệm Teletron địa phương 877-892-6999. Quý khách có thể mua sắm online trả góp không tiền lời tại trang nhà teletronusa.com. Nghệ, tin vui thuốc nghệ chữa trị thành công cho nhiều bệnh nhân về nan y, bao tử viêm loét, no hơi, viêm ruột, bón, tiêu chảy, viêm gan ABC, ho đàm, suyễn, viêm họng, khan tiếng, ngứa cổ, hôi miệng, lở môi miệng, viêm mũi, viêm lỗ tai, mắt ngứa đỏ, chảy nước mắt, tóc rụng, da dầu nổi mụn, ngứa vào gầu, mụn nhọt, ngứa lác ngoài da, rất kết
quà trên bệnh trĩ và các chứng viêm xương đau nhức, đau bụng hẳn cơn, bệnh huyết trắng, tiểu đêm, bệnh nóng trong cơ thể, lặn tay chân, phòng chống các bệnh tật và giúp ăn ngon, ngủ ngon, chống nhăn, chống nám. Bài thuốc nghệ hôm nay đã giúp thành công cho các bệnh nhân bị ung bướu trong phổi, gan, ruột. Thuốc nghệ cũng có kết quả do các chứng cao máu, tiểu đường, cholesterol. Hãy tin tưởng và hy vọng siêu linh dược thuốc nghệ. Các bệnh nhân có thể liên lạc với nhà phát minh Vân Nguyễn 703-754-7299 703-754-7299 703-754-7299. Dạ. Là mọi người nghe được cái đó, cô hiểu được cái đó, cô mừng lắm. Ừ, cô rất là vui, sự cảm ơn của con. Ừ. Sức khỏe quý lắm cô, có tiền mua không có được đâu cô. Giờ cầm 1 tỷ mà cô không mạnh khỏe cũng không có xài được. Mà cô phát minh ra cái lotion nghệ, kem nghệ, thuốc nghệ này, cô nói thiệt giống như cô đem đến cái sự sống cho mọi người đó.